Theo dự kiến, hôm nay ngày 7 tháng 7, lô vaccine Pfizer đầu tiên trong hợp đồng mua vaccine Pfizer của chính phủ về đến Việt Nam. Theo đó, lô vaccine này có số lượng 97.000 liều. Ngay sau khi tới sân bay Nội Bài, sẽ được chuyển tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để bảo quản. Sau lô đầu tiên, dự kiến vaccine Pfizer sẽ được chuyển về Việt Nam hàng tuần để đảm bảo trong quý 3 đủ 3 triệu liều. Sang quý 4 2021, Việt Nam sẽ nhận 28 triệu liều Pfizer, đảm bảo tổng số lượng 31 triệu liều mà Việt Nam đã đàm phán và đặt mua. Đây là loại vaccine ngừa COVID-19 thứ 3 được chuyển về Việt Nam sau vaccine của AstraZeneca và Sinopharm. Mỹ cũng đã chuyển 2 triệu liều vaccine Moderna cho Việt Nam. Đợt vaccine này sẽ về tới nước ta vào cuối tuần này. Đây là một phần trong cam kết 80 triệu liều vaccine phân phối cho các nước trên thế giới mà Tổng thống Mỹ đưa ra trước đó.